Đây là lần đầu tiên chương trình ngày hội chăm sóc xe Car Care Day được tổ chức. Với nhiều hoạt động sôi nổi, chương trình đã thu hút được sự tham gia của đông đảo khách hàng đang sử dụng ô tô tại các tỉnh thành trong cả nước. Các xe đến tham gia đã được rửa xe miễn phí trước khi được chăm sóc và tư vấn về lốp do các chuyên gia kỹ thuật của Bristol Việt Nam thực hiện. Bảo dưỡng và tư vấn về nội ngoại thất do ba em Việt Nam thực hiện. Sau đó là công đoạn kiểm tra vệ sinh và tư vấn về cách bảo quản bình ắc quy cùng với các nhân viên kỹ thuật của công ty ắc quy GS Việt Nam. Cuối cùng các xe được kiểm tra về dầu nhất, hệ thống còi và cần gạt mưa do nhãn hàng Total và Robert Bosch Việt Nam thực hiện. Đặc biệt các chuyên gia đến từ bệnh viện ô tô và đại học bách khoa thành phố Hồ Chí Minh sử dụng máy scan để kiểm tra lỗi và tư vấn cho các xe đến tham dự sự kiện lần này là một cơ hội tốt để giúp đỡ những người sở hữu xe củng cố kiến thức của bản thân và hiểu rõ hơn về cách chăm sóc chiếc xe ô tô của mình ngoài ra chiếc xe của bạn sẽ được các chuyên gia của công ty ba em việt nam chăm sóc và bảo dưỡng một cách kỹ lưỡng nhằm tạo cảm giác an toàn và thoải mái cho người lái xe khi đi trên đường đã có gần 300 chiếc xe tham dự vào chương trình này và ban tổ chức sẽ dùng toàn bộ tiền bán vé của chương trình để tri ân nhóm hiệp sĩ săn bắt cướp nguyễn văn minh tiến và đội chống đinh tặc ngày hội chăm sóc xe kkd sẽ tiếp tục diễn ra vào ngày 11 và 12 tháng 10 năm 2013 tại sân vận động Mỹ Đình Hà Nội.